Ngày hội gia đình Đa Minh Việt Nam. Với truyền thống tốt đẹp, hàng năm anh chị em Đa Minh tại Việt Nam có một ngày hội quy tụ mọi thành phần trong dòng Đa Minh, bao gồm quý cha, quý thầy thuộc tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý nữ tu thuộc các hội dòng, hiệp hội Đa Minh và quý anh chị em thuộc huynh đoàn Đa Minh, có các cơ sở và đang phục vụ tại Việt Nam. Trong ngày gặp gỡ đặc biệt này, mọi thành viên trong gia đình Đa Minh Việt Nam sẽ có những thời khắc quý giá để gặp gỡ, chia sẻ, cùng sống tình gia đình Đa Minh. Năm nay, Ngày Gia đình Đa Minh Việt Nam được tổ chức tại Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, theo như lời đề nghị xin đăng cai phục vụ của Hội Dòng. Vì đây là năm hồng ân Hội Dòng mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Dòng. Từ 7 giờ sáng, những anh chị em trong gia đình Đa Minh Việt Nam đã đến dòng Đa Minh Thánh Tâm để tham dự ngày hội. Bằng những nụ cười, qua những lời thăm hỏi, những cử chỉ thân thương, bầu khí dần nóng lên, rộn rã khi số lượng thành viên gia đình ngày một đông. Để cập nhật thêm thông tin về mỗi hội dòng, năm nay, ban tổ chức đã đề nghị các đơn vị hội dòng có những pano riêng để giới thiệu về hội dòng, hoạt động nhân sự, sứ vụ cũng như những sản phẩm của hội dòng làm nên. Vì thế, trong sắc thái đa màu sắc của tiền sảnh hội trường, mọi người thích thú nhìn ngắm cánh đồng Đa Minh rực rỡ với những nét riêng biệt của tỉnh dòng hay của từng hội dòng, hiệp hội và của huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam. Chương trình được khai mạc lúc 8 giờ 30 phút với phần xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và ban ơn cho ngày hội. Tiếp sau đó, nữ tu Maria Magdalena Phạm Thị Huy, bề trên tổng quyền của Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, đơn vị chủ nhà, đã thay mặt toàn thể chị em trong hội dòng để chào mừng cha Giuse Nguyễn Văn Hòa, giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, phụ tá giám tỉnh và cũng là cha đặc trách gia đình Đa Minh Việt Nam, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và anh chị em huynh đoàn. Sau đó, cha Vinh Sơn, đặc trách gia đình Đa Minh, đã chính thức chào mừng mọi thành viên tham dự ngày họp mặt hôm nay. Đồng thời, Ngài nhắc nhớ đến nét đẹp truyền thống hàng năm của việc tổ chức Ngày Hội Gia đình Đa Minh Việt Nam. Kế đến, cha giới thiệu các thành viên đại diện của 17 đơn vị tỉnh dòng, hội dòng, huynh đoàn tham dự Ngày Gia đình Đa Minh Việt Nam năm nay. Vào lúc 9 giờ, cha Giuse Ngô Sĩ Đình, nguyên giám tỉnh tỉnh dòng, giám đốc trung tâm học vấn Đa Minh và hiện đang được chỉ định làm tổng thư ký cho Tổng hội dòng Đa Minh năm 2019 tại Việt Nam, đã nói chuyện, chia sẻ thông tin về Tổng hội dòng Đa Minh năm 2019 sắp tới, được tổ chức tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Tổng hội của dòng được tổ chức tại Việt Nam, với tên gọi Tổng hội Biên Hòa. Cha Giuse giúp mọi người thấy được cơ hội quý giá, vinh dự khi được đón tiếp Tổng hội dòng Đa Minh diễn ra tại Việt Nam. Đúng 10 giờ, chương trình bước vào phần 2, diễn nguyện mừng 60 năm thành lập Hội dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm. 60 năm hiện diện là 60 năm chị em Hội dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm cảm nghiệm được tình yêu và hồng ân của Thiên Chúa và Hội Thánh. Đó cũng là 60 năm đông đầy ân tình. Hội dòng chúng con luôn mang tâm tình biết ơn tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Các cha đã hiện diện với hội dòng trong những ngày đầu thành lập và suốt thời gian hội dòng phát triển.
nhân dịp này, bề trên tổng quyền hội dòng Đa Minh Thánh Tâm cũng nói lời tri ân đến tất cả các hội dòng nữ Đa Minh khác đã cùng hiện diện với hội dòng trong những ngày đầu hình thành. Sau diễn nguyện, cha giám tỉnh Giô-xê đã thay mặt gia đình Đa Minh chúc mừng hội dòng và gửi tặng bề trên tổng quyền cùng toàn thể chị em hội dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm một món quà thật ý nghĩa: bức tranh Thánh Catarina Siena, bổn mạng của hội dòng. Ngay sau đó, cha giám tỉnh Giô-xê đã chia sẻ những cảm nghiệm của mình về khoảng thời gian vất vả, khó khăn mà cha đã từng trải qua cũng như chị em. Lời Ngài nói như nghẹn lại khi những ký ức của thời gian khổ xưa kia tràn về. Vào lúc 11 giờ, các thành viên gia đình Đa Minh đã cùng nhau chầu thánh thể, chiêm ngắm tình yêu tự hiến và trao ban của Chúa Giê-xu. Cuối cùng, toàn thể gia đình Đa Minh đã cùng chung chia niềm vui qua bữa Agape thắm tình gia đình Đa Minh. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một ngày hợp mặt thật ý nghĩa và hạnh phúc.